Xin chào các bạn, rất vui lại được gặp lại các bạn trong bản tin gặp nhau cuối ngày ngày hôm nay, ngày 3 tháng 4. Và trước khi đi vào những thông tin của ngày hôm nay thì mình cũng xin được mang đến cho các bạn những thông tin khác. Đó là nhận được sự hưởng ứng của các bạn với bảng tin tức và nhu cầu cập nhật tin tức hàng ngày thì S Channel đã quyết định là mở ra một kênh mới chuyên cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày. Và đường link thì có ngay ở phía bên dưới, nếu như các bạn quan tâm thì hãy click vào nhé. Mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bọn mình trong mảng tin tức. Còn bây giờ thì hãy cùng mình cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 3 tháng 4. Liên quan tới vụ việc một bé gái bị sàm sỡ trong thang máy chung cư thì cơ quan chức năng đã vào cuộc và tìm ra danh tính của người đàn ông, đó chính là ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo nội dung đoạn clip ghi lại thì sau khi cửa thang máy đóng, ông Linh liền tiến lại gần ôm hôn bé gái. Không chỉ dừng lại ở đó, người này còn có hành động sàm sỡ ở những điểm nhạy cảm của bé gái. Được biết, thời điểm đó ông Linh hoàn toàn tỉnh táo và không có dấu hiệu sử dụng chất kích thích. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Linh và gia đình bé gái có bước thương lượng với nhau, sau đó ông đã lên máy bay về Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhiều cư dân ở chung cư sau khi xem clip đã rất bức xúc và lo lắng cho con của họ tại chung cư. Một người phụ nữ sống trong chung cư bày tỏ lo lắng. Cô cứ phải kề kề cháu bên mình chứ không biết làm sao giờ, việc sàm sỡ em bé đó phải được xử lý theo pháp luật. Một cư dân khác cũng cho biết chắc chắn sẽ có kiến nghị đối với ban quản lý chung cư về vụ việc gây xôn xao nói trên. Được biết, ban quản trị chung cư đã có cuộc họp nội bộ với cư dân. Tuy nhiên, hiện tại gia đình bé gái vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ về sự việc với truyền thông, nên vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng và ban quản lý tòa nhà xử lý nội bộ. Sau ồn ào đốt sách thì rapper Rick Choi lại tiếp tục khiến cho fan K-pop phải nóng mặt khi đem Blackpink ra lăng mạ bằng những từ ngữ khó nghe. Mặc dù trong rap diss, các rapper có thể đả kích đối phương để khơi dậy sự cạnh tranh và máu lửa trong phần thể hiện của mình, tuy nhiên Rick Choi đã dùng những lời lẽ trợ búa và thô tục đụng chạm tới Blackpink, đặc biệt là cô nàng visual của nhóm Jisoo. Sau khi đoạn clip của Rick Choi được đăng tải, cộng đồng fan Blackpink đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay Rick Choi cũng như bảo vệ Blackpink bằng hashtag trên Twitter và mạng xã hội Protect Jisoo, Respect Jisoo, Respect Blackpink, đồng thời tấn công Rick Choi trên Facebook, Instagram, yêu cầu rapper này đưa ra lời xin lỗi chính thức. Nhưng Rick Choi không hề có động thái hối lỗi mà chỉ giải thích lời bài hát chỉ là đùa. Rick Choi cũng rất yêu thích Blackpink và những lời lẽ sử dụng chỉ để giải trí. Bài hát nhắm tới một rapper khác của Việt Nam. Theo thông tin mà cơ quan điều tra cung cấp thì Khá Bảnh được cho là một chùm cờ bạc khi mà số tiền giao dịch chỉ tính riêng trong một ngày mùng 1 tháng 4 thôi đã lên tới gần 100 triệu đồng. Không chỉ nổi tiếng trên mạng với những phát ngôn ngông nghênh và hành động phản cảm, Ngô Bá Khá còn bị các trinh sát công an tỉnh Bắc Ninh đưa vào tầm ngắm do liên quan tới những hoạt động cờ bạc lớn trên địa bàn tỉnh. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng trước đây Khá đã có tiền án tiền sự về những hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau khi thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp với hành vi đánh bạc và sử dụng chất ma túy, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tang chứng vật chứng bao gồm một bảng cáp đề, hai máy tính xách tay, ba gậy bóng chày, một thanh đao và bốn con dao nhọn. Ngoài ra còn có một chiếc xe Kia Cerato và rất nhiều giấy tờ liên quan. Kênh YouTube đạt 2 triệu subscribe của Khá Bảnh cũng đã bị xóa sổ sau những đăng tải clip bao gồm những hành động phản cảm như đốt chiếc xe máy trị giá hơn 60 triệu để chuyển sang sử dụng xe đạp điện. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cũng cho biết đã gửi yêu cầu sang cả Facebook và Google để gỡ bỏ các nội dung liên quan tới Khá Bảnh để tránh gây ảnh hưởng xấu tới xã hội. Tin tiếp theo thì có lẽ là dành cho các bạn game thủ, bởi vì ngày hôm nay một triển lãm về game và trò chơi điện tử lần đầu tiên đã được tổ chức tại Việt Nam mang tên Gamecom. Gamecom được tổ chức song song với VIBA Show tại trung tâm triển lãm SECC 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đến với Gamecom, các bạn có dịp trải nghiệm các sản phẩm gaming nổi bật đến từ các hãng công nghệ danh tiếng như Samsung, cùng với việc tham gia giao lưu với các team gaming hay các streamer nổi tiếng như là Misty, Tippy, Hi Nam. Đặc biệt, Samsung Việt Nam với tư cách là nhà tài trợ chính cho sự kiện lần này sẽ mang đến cho khách tham gia các công nghệ ưu việt về lĩnh vực phát thanh truyền hình và ngành công nghiệp game. Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa từ nay đến hết ngày 5 tháng 4 và dự kiến thu hút hơn 20.000 lượt khách tham dự. Theo lời kể của nhân chứng chứng kiến vụ việc cô gái bị đâm ở Ninh Bình, thì nam thanh niên sau khi đâm tới tấp người yêu thì đã khóc và tự tử bằng cách tự đâm vào cổ mình. Qua những hình ảnh được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, nạn nhân sau khi ra khỏi xe ô tô và leo lên một chiếc xe máy đỗ gần đó để cầu cứu thì đã bị kéo lại. Sau khi đâm người đàn ông đi xe máy một nhát, nam thanh niên quật ngã cô gái và liên tục đâm nhiều nhát. Thủ phạm sau đó ngồi lên người nạn nhân khóc và sau đó dùng kéo tự đâm vào cổ mình. Thủ phạm được xác định là Phạm Văn Nghị, sinh năm 1988 và nạn nhân là Phạm Thị Thu Hát, sinh năm 94. Sau gần một ngày hôn mê, Nghị đã tỉnh táo và có thể giao tiếp bình thường. Lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của thủ phạm để hoàn thành hồ sơ vụ án. Vào thời điểm mà dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đang tới rất gần, thì nhiều hãng hàng không cho biết là lượng khách có nhu cầu đi lại vào dịp nghỉ lễ năm nay đã tăng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo
dịp lễ đều đang hết vé ngày đẹp, giờ đẹp. Với những chuyến bay sáng sớm hay đêm, vé vẫn còn nhưng giá đã lên theo ngày. Theo một số hành khách chia sẻ, dù đã đặt trước cả tháng trời nhưng vẫn không thể mua được vé, hoặc cho dù có may mắn đặt được thì cũng không mua được giờ ưng ý mà giá cả lại cao hơn nhiều. Theo Vietnam Airlines và Jetstar Pacific, dịp lễ năm nay hãng lên kế hoạch cung ứng gần 1 triệu chỗ, sắp xỉ 4.700 chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2019. Với Vietjet Air, hãng này cho biết chưa có con số thống kê chính xác nhưng tổng lượng vé bán ra năm nay đang tăng mạnh so với năm ngoái. Nhiều chặng bay có giờ đẹp hết vé từ đầu tháng 4. Vì nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ nên các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên chủ động kế hoạch đi lại từ sớm, tăng cường sử dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến hoặc tự làm tại các kiosk để tiết kiệm thời gian chờ đợi ở sân bay trước giờ khởi hành. Và đó là những thông tin mà mình muốn mang đến cho các bạn trong bản tin gặp nhau cuối ngày ngày hôm nay, ngày 3 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho bọn mình với đường link ở phía bên dưới về kênh tin tức mới nhé. Còn bây giờ xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.